Vâng, Tuấn Cương xin chào hết quý anh chị em. Hôm nay Tuấn Cương sẽ giới thiệu cho quý anh chị em khách hàng hai con xe SH150 ABS màu đỏ và màu xám ghi mới về Tuấn Cương chiều hôm qua. 150 ABS chạy 1.200 km. Đặc biệt hôm nay Tuấn Cương sẽ báo giá chi tiết cụ thể cho quý anh chị em khách hàng nắm bắt được cái giá của dòng xe SH2019 đang hot nhất hiện nay và đã bỏ mẫu ở Honda. Hiện tại mẫu này thì không còn sản xuất nữa và Tuấn Cương có những dòng xe lướt lát rất là mới đi 1.000 đến 2.000 km. Ngoài hai con màu đỏ mới về và con màu xám mới về này thì tại Tuấn Cương có các cái màu như đen nhám, rồi là màu trắng 125, 150. Tất cả đều được Tuấn Cương chọn lựa rất kỹ càng và toàn xe lướt lát chạy chưa tới 2.000 cây. Đó, thì hôm nay Tuấn Cương sẽ quay chi tiết và báo giá cho quý vị hai con mới về này. Và Tuấn Cương cũng không quên gửi lời chào tất cả tới quý khách hàng cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp đang theo dõi livestream của Tuấn Cương trên kênh Facebook cá nhân và đặc biệt trên kênh YouTube Xe Máy Tuấn Cương. Và xin quý vị khách hàng đừng quên ấn like, chia sẻ và ấn nút theo dõi Tuấn Cương mỗi khi có xe mới về để Tuấn Cương thông báo giá và cũng giới thiệu cho quý anh chị em. Rồi, không để mất thời gian nhiều của quý khách hàng cùng toàn thể anh chị em thì hiện tại mình sẽ quay chi tiết. Đây là con xe màu đỏ 150 ABS đi 1.200 km, biển số 59N323856, biển rất đẹp. Đây, bây giờ mình sẽ quay chi tiết và giới thiệu. Đây là sản xuất năm 2019, có đát cổ là sản xuất năm 2019 luôn. Đó, đây là cái thông số kỹ thuật của xe. Và đồng thời con này đăng ký là cuối 2019 các bạn nhé. Tất cả các chức năng. Và đây là đồng hồ hiển thị chạy 1.209 km. Tuấn Cương bao test dưới mọi hình thức, nếu tua gạt là Tuấn Cương tặng 100 triệu. Đây là con màu đỏ mới về chiều hôm qua, ABS 150. Đó, biển số rất đẹp. Tất cả từ nước sơn cho đến ốc tán đều liền lạc. Đấy, ngoài các cái dòng đó thì mình có các cái màu như các bạn đã thấy. Đó, nó có cả mẫu 220 nữa. Và đây mình quay chi tiết cái con này. Màu đỏ các bạn. 2019 đi có 1.209 km thôi. Tất cả đều được kiểm tra kiểm định trước khi về Tuấn Cương cho nên là Tuấn Cương bán sẽ có bảo hành. Và đây là một con cũng 2019 ABS màu xám. Đây, rất là mới. Con này thì Tuấn Cương vừa mới rửa xong. Ốc tán gầm bệ, quay chi tiết cho bà con quý khách hàng coi. Đây là một con xe đi 2.000, còn con đỏ đi 1.200, mà con này là 2.000 thì các bạn gặp đó như xe mới đập thùng luôn. Con này là màu đỏ ABS đây. Ốc tán tất cả sẽ quay chi tiết cho anh chị em khách hàng. Các bạn nên nhớ là cái xe mình xem này, đó 1.200 km là còn nguyên gai gió luôn. Ngoài các cái độ mới về cái gầm bệ, ốc tán, sơn, dàn áo liền lạc ra thì cái vỏ cũng là một cái phần quan trọng, hoặc cái ốc tán. Thì đây như các bạn nhìn cái ốc tán này là chưa có một vết gì để tháo lắp hay là có vết cà lê một lết gì vào đó. Đấy, và đây là cái gầm của bô chưa cháy luôn. Đây mình quay chi tiết cái gầm cho các bạn coi. Xe 1.200 tất cả đều còn dấu vết của nhà máy hết. Đó, đó là một con xe đi 2.000, chưa tới 2.000. Đây là cái dĩa đằng sau và đây là cái ốc tán đằng sau dưới gầm. Đó, con này Tuấn Cương bán với giá là 105 triệu, bao giấy tờ cho quý khách hàng trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như bao rút gốc cho toàn thể anh chị em khách hàng ở tỉnh.
Con này là màu đỏ 150 ABS. Và đây là con xe màu xám cũng 150, cũng mới như con trong, như con đỏ 150 ABS. Tuấn Cường bán giá 104 triệu. Con này là con màu xám ghi 104 triệu 150 ABS, đăng ký và sản xuất 2019. Đây, ốc tán bù lon con này là chuẩn bị Tuấn Cương rửa để trưng bày lên salon. Đây là cái gầm của con xe đi 2000 km này, màu xám ghi 150. Tuấn Cương bán giá là 104 triệu, bao giấy tờ cho quý khách hàng cùng toàn thể anh chị em trong thành phố và hỗ trợ khách hàng ở tỉnh rút hồ sơ. Đó. Gầm bệ rất là mới. Tán này, ốc treo máy này, cổ bô này. Hôm nay mình sẽ quay kỹ hơn một chút. Với các cái video trước thì mình chỉ quay sơ cái hình thức bên ngoài thôi. Nhưng bởi vì hai con này nó quá mới, không khác gì xe thùng, cho nên là mình cũng quay kỹ để cho khách hàng xem cái độ mới của nó và toàn thể cái tổng thành xe. Và con này thì sở hữu cái biển số cũng rất là ok. 3 4 5 6 7 xếp lộn. Đấy. Cái thụt nó vẫn còn 7 màu, các cái ốc chưa có một vết sơn còn nguyên của nhà máy luôn. Đây là cái phần trong máy đây, chuẩn bị rửa đây. Mới lấy lúc sáng thì bây giờ mình chuẩn bị rửa là bày thôi. Đây, ốc tán cũng mới như con đỏ. Đây là con màu bạc xám 150 ABS, sản xuất và đăng ký 2019. Tuấn Cường bán giá 104 triệu, bao giấy tờ cho khách hàng thành phố cũng như ngoài tỉnh và có dịch vụ hỗ trợ rút hồ sơ sang tên cho quý vị khách hàng. Đây là con màu xám, biển số là 34567 xếp lộn. Số thì rất đẹp nhưng mỗi tội để không đúng vị trí. Đấy, anh em nào có nhu cầu xếp lại thì rút về tỉnh xếp lại. Đây là con màu xám ghi. Đây, biển số đây 34567 xếp lộn. 63754 43567 45678. Đấy, ai có nhu cầu sở hữu em nó thì liên hệ với Tuấn Cương trên cái số điện thoại và địa chỉ trên màn hình, hoặc là có thể liên hệ với Tuấn Cương sau cái phần livestream này, để lại số điện thoại và để lại thông tin, Tuấn Cương sẽ gọi điện và tư vấn miễn phí cho quý vị khách hàng. Đó, đây là con xe màu xám. Thì hôm qua Tuấn Cương về được 3 xe, một xe màu trắng, một xe màu xám, một xe màu đỏ, đều là 2019 thắng ABS. Tất cả đều đi chưa tới 3.000, một con 2.000, một con 1.200, một con 2.500. Thì cái độ mới của nó thì Tuấn Cương cũng đã quay rồi và cũng đã giới thiệu rồi. Tuấn Cương xin cảm ơn quý vị khách hàng cùng toàn thể anh chị em đã theo dõi cái livestream này, và đừng quên ủng hộ, chia sẻ và like mỗi khi Tuấn Cương có sản phẩm mới về để giới thiệu cho quý khách hàng. Rồi, Tuấn Cương xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, Tuấn Cương quay trở lại, xin chào hết tất cả quý khách hàng cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp đang theo dõi livestream của Tuấn Cương trên kênh Facebook cá nhân, cũng như toàn thể anh chị em quý khách hàng đang theo dõi các livestream của Tuấn Cương trên kênh YouTube Xe Máy Tuấn Cương. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tuấn Cương sẽ quay review và báo giá xe SH 125 đỏ và đen lên dàn Áo Ý. Như trước mắt các bạn đã thấy thì hôm nay trước hết Tuấn Cường sẽ review và giới thiệu xe, sau đó sẽ báo giá cụ thể chi tiết từng con một để cho quý khách hàng lựa chọn và cân đối mua. Đời đầu tiên, Tuấn Cường xin chúc sức khỏe và chúc toàn thể anh chị em đồng nghiệp một tuần mới làm việc hiệu quả và ngập kèo thơm. Và sau đây Tuấn Cường sẽ quay chi tiết vào cái xe mà Tuấn Cường muốn giới thiệu cho quý khách hàng hôm nay. Trước mắt các bạn là hai siêu phẩm
Con đỏ này là 2016 đời cuối cùng đã được lên giàn áo Ý. Và đây là một con thứ hai màu đen 125 đời 2018 lên full kịch Ý luôn. Đây, và Tuấn Cương sẽ quay chi tiết. Đây là con màu đỏ đã được lên, cả hai con này đấy là đã được lên dàn áo 3V rất là mới, đẹp và đúng màu cà vẹt. Thì như các bạn đã biết, những cái dòng xe mà SH lên dàn áo Ý thì cũng có rất nhiều loại đấy, 2V, 3V. Thì như hai con này là mình mua của khách hàng, họ rất là kỹ, đã lên dàn áo 3V cứng cáp liền lạc và đồng thời đúng màu cà vẹt. Đây là một con 125 phân khối đời cuối cùng của mẫu 26, chìa khóa Smart Key, biển số 09923. Xe này Tuấn Cương bán rất là hợp lý, hơn 60 triệu. Và muốn có giá cụ thể thì anh em tới và có nhân viên báo giá. Và con này là màu đen đời 2018, 125 cũng lên full kịch dàn áo Ý. Tuấn Cương bán với giá là hơn 70 triệu. Màu đen. Đó. Xe rất là mới, liền lạc, sạch sẽ. Lên cả dĩa bô, dàn áo, đèn trước, đèn sau. Và đặc biệt như con đỏ này là đời 2016, hết đời luôn. Chìa khóa Smart Key. Đây, cái mặt đồng hồ, dàn đầu đèn là lên rất là chuẩn. Đấy, đầu dựng trước. Dàn áo này là dàn áo 4V các bạn nhé, không phải dàn áo ít tiền. Chủ xe rất là kỹ. Đây, lên cả trước, sau, đèn trước, đèn sau, kính chắn gió. Tất cả chi tiết liền lạc, đúng màu cà vẹt theo xe màu đỏ luôn. 125. Chìa khóa Smart Key. Tuấn Cương bán giá hơn 60 triệu. Tất cả các cái dòng xe ở đây Tuấn Cương bán ra đều có bảo hành cho quý khách hàng 12 tháng về máy. Và toàn bộ đều được kiểm tra kiểm định kỹ trước khi về Tuấn Cương. Đây, như con này lên được cả gác chân này. Đấy. Mặt dựng trước. Đấy, các bạn nhìn độ mới rất là mới. Đấy, là cả đèn này, kính chắn gió này. Đấy, như con này là màu đen tuyền, đen bóng. Lên được thêm bộ gác chân sau. Đấy, như con này Tuấn Cương bán giá là hơn 70 triệu, đời 2018, 125. Và con đỏ là 2016, cũng 125. Biển số rất dễ thương. Lên được cả dàn áo, dĩa bô, tất cả mọi chi tiết liền lạc, không có hở. Rồi là đi chắc chắn, không có rung đầu. Dàn nhựa ok. Tuấn Cương bán đều có bảo hành cho quý khách hàng, toàn thể anh chị em đang theo dõi livestream này thì đừng quên ấn like, chia sẻ và ủng hộ Tuấn Cương mỗi khi Tuấn Cương có xe về và quay chi tiết cho quý khách hàng cùng toàn thể anh chị em theo dõi kênh của Tuấn Cương. Và đồng thời Tuấn Cương cũng đã hứa là sẽ báo giá luôn trong các cái video, vì những cái video trước thì Tuấn Cương quay nó nhiều, không chi tiết cụ thể từng con một, cho nên là không có báo giá cụ thể từng con một. Thì quý khách hàng cũng có ý kiến là phải quay và báo giá rồi báo đời cho khách hàng. Thì hôm nay Tuấn Cương sẽ làm quay, báo giá, báo chi tiết cho anh chị em. Đây, như hai con này là một con 125, một con 100 đỏ đời 2016 và một con đen đời 2018. Thì hôm nay là Tuấn Cương báo giá đầy đủ chi tiết cho quý vị khách hàng. Đó. Và anh chị em đang theo dõi livestream này thì xin ấn like, chia sẻ, subscribe và nhận thông báo mỗi khi kênh YouTube của mình phát sóng, cũng như trên kênh SH 2025 màu đỏ bác. Đúng rồi, SH 2025 màu đỏ và SH 125 màu đen. Màu đỏ là 125, màu đen 125, đều là 125 hết bạn. Rồi. Và đây là 28, còn con đỏ này là 2016. Và đến đây thì Tuấn Cương xin kết thúc cái livestream ở đây và xin hẹn quý vị các bạn trong các cái livestream kế của Tuấn Cương.
Và bây giờ Tuấn Cường sẽ review và quay sơ qua lại các cái dòng SH đang bày bán tại Tuấn Cường để cho quý vị khách hàng theo dõi và ủng hộ Tuấn Cường. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.